Bài Kinh số 41 Kinh Saleyaka Saleyaka Sutta 439 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Cô Sa La, Kiều Tác La cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Cô Sa La tên là Sa La các gia chủ bà La Môn ở Sa La nghe rằng người ta nói Sa Môn Gotama là thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakya đang du hành trong nước Kosala với đại chúng tỷ kheo và đã đến Sa La. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là thế tôn bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn với thắng trí ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới ma giới phạm thiên giới cùng với chúng sa môn bà la môn các loài trời và loài người khi đã chứng ngộ ngài còn tuyên thuyết điều đã chứng ngộ ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Lành thay, nếu được ý kiến một bậc A-la-hán như vậy. Rồi các gia chủ bà La-môn ở xa la đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên một số nói lên những lời chào đón thân hiểu xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên tên họ của mình trước mặt Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số giữ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ bà La Môn ở Sala bạch Thế Tôn tôn giả gotama do nhân gì do duyên gì ở đây một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này tôn giả gotama do nhân gì do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này này các gia chủ do nhân hành phi pháp hành phi chánh đạo này các gia chủ mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục do nhân hành đúng pháp hành đúng chánh đạo này các gia chủ mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì tôn giả Gautama thuyết một cách vắng tắt nếu không được giải thích rộng rãi. Lành thay, nếu tôn giả Gautama thuyết pháp cho chúng con để chúng con có thể hiểu đầy đủ những gì tôn giả Gautama thuyết một cách vắng tắc, như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vân, tôn giả, các vị gia chủ bà La Môn ở Sa La vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. 440 Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo có ba loại ý hành phi pháp phi chánh đạo này các gia chủ thế nào là ba loại thân hành phi pháp phi chánh đạo ở đây này các gia chủ có người sát sanh tàn nhẫn tay lấm máu tâm chuyên sát hại đã thương tâm không từ bi đối với các loài hữu tình người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy người ấy lấy trộm tài vật ấy người ấy sống tà hạnh đối với các dục giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở có cha che chở có mẹ cha che chở có anh che chở có chị che chở có bà con che chở đã có chồng được hình phạt gậy gọc sapari danda bảo vệ cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa như vậy này các gia chủ là ba loại thân hành phi pháp phi chánh đạo này các gia chủ thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo ở đây này các gia chủ có người vọng ngữ đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội hay đến giữa các thân tộc hay đến giữa các tổ hợp hay đến giữa vương tộc khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ông biết dầu cho người ấy không biết người ấy nói tôi biết dầu cho người ấy biết người ấy nói tôi không biết hay dầu cho người ấy không thấy người ấy nói tôi thấy hay giàu cho người ấy thấy người ấy nói tôi không thấy như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ hoặc vì nguyên nhân tự kỷ hoặc vì nguyên nhân tha nhân hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì và người ấy là người nói hai lưỡi nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa ừ, thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và người ấy là người nói lời thô ác bất cứ lời gì thô ác, andaka, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý không có mạch lạc hệ thống không có lợi ích như vậy này các gia chủ có bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo và này các gia chủ thế nào là ba loại ý hành phi pháp phi chánh đạo ở đây này các gia chủ có người có tham ái tham lam tài vật kẻ khác nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình lại có người có tâm sân khởi lên hại ý hại niệm như sau mong rằng những loài hữu tình này bị giết hay bị tàn sát hay bị tiêu diệt hay bị tàn hại hay mong chúng không còn tồn tại lại có người có tà kiến có tưởng điên đảo như không có bố thí không có kết quả của bố thí không có tế lễ không có cúng dường các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục không có đời này không có đời sau không có mẹ không có cha không có các loại hóa sanh trong đời không có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì chân chánh thành tựu sau khi tự tri tự chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau như vậy này các gia chủ là ba ý hành phi pháp phi chánh đạo như vậy do nhân hành phi pháp hành phi chánh đạo này các gia chủ ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 441 Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo này các gia chủ thế nào là ba loại thân hành đúng pháp đúng chánh đạo ở đây này các gia chủ có người từ bỏ sát sanh tránh xa sát sanh bỏ trượng bỏ kiếm biết tàm quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình từ bỏ lấy của không cho tránh xa lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy người ấy không lấy trộm tài vật ấy từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục không giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở có cha che chở có mẹ cha che chở có anh che chở có chị che chở có bà con che chở đã có chồng được hình phạt gậy gọc bảo vệ cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa như vậy này các gia chủ là ba loại thân hành đúng pháp đúng chánh đạo và này các gia chủ thế nào là bốn loại khẩu hành đúng pháp đúng chánh đạo ở đây này các gia chủ có người từ bỏ vọng ngữ tránh xa vọng ngữ đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội hay đến giữa các thân tộc hay đến giữa các tổ hợp hay đến giữa vương tộc khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi này người kia hãy nói những gì ông biết nếu biết người ấy nói tôi biết nếu không biết người ấy nói tôi không biết hay nếu không thấy người ấy nói tôi không thấy nếu thấy người ấy nói tôi thấy như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ hoặc vì nguyên nhân tự kỷ hoặc vì nguyên nhân tha nhân hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì từ bỏ nói hai lưỡi tránh xa nói hai lưỡi nghe điều gì ở chỗ này không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật nói những lời đáng được gìn giữ vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý có mạch lạc hệ thống có ích lợi như vậy này các gia chủ có bốn loại khẩu hành đúng pháp đúng chánh đạo và này các gia chủ thế nào là ba loại ý hành đúng pháp đúng chánh đạo ở đây này các gia chủ có người không có tham ái không tham lam tài vật của kẻ khác không nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình lại có người không có tâm sân không khởi lên hại ý hại niệm nhưng nghĩ rằng mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận không oán thù không nhiễu loạn được an lạc lo nghĩ tự thân người ấy có chánh kiến không có tưởng điên đảo có bố thí có kết quả của bố thí có tế lễ có cúng dường các hành vi thiện ác có kết quả dị thục có đời này có đời sau có mẹ có cha có các loại hóa sanh trong đời có các sa môn bà la môn chân chánh hành trì chân chánh thành tựu sau khi tự tri tự chứng lại tuyên bố cho đời này và đời sau như vậy này các gia chủ có ba loại ý hành đúng pháp đúng chánh đạo như vậy do nhân hành đúng pháp hành đúng chánh đạo này các gia chủ ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này 442 này các gia chủ nếu một vị hành đúng pháp đúng Chánh đạo mong ước Ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung tôi được sanh vào đại Phú gia Vương tộc sát đế lỵ sự kiện này xảy ra vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào đại Phú gia Vương tộc sát đế lỵ vì sao vậy? vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước. Ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh vào Đại Phú Gia Bà La Môn, vân vân Đại Phú Gia Gia Chủ. Sự kiện này xảy ra Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào đại phú gia gia chủ. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước, ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh thân hữu với chư thiên tứ thiên vương, vân vân với chư thiên cõi trời ba mươi ba, vân vân, với chư thiên dạ ma, vân vân, với chư thiên đâu xuất đà, vân vân, với chư thiên hóa lạc, vân vân, với chư thiên tha hóa tự tại, vân vân, với chư thiên phạm chúng, vân vân, với chư thiên quan thiên, vân vân, với chư thiên thiểu quan thiên, vân vân với chư thiên vô lượng quan thiên vân vân với chư thiên quan âm thiên vân vân với chư thiên tịnh thiên vân vân với chư thiên thiểu tịnh thiên vân vân với chư thiên vô lượng tịnh thiên vân vân với chư thiên biến tịnh thiên vân vân với chư thiên, thiên, vân vân. Với chư thiên quảng quả thiên vân vân với chư thiên vô phiền thiên vân vân với chư thiên vô nhiệt thiên, vân vân. với chư thiên thiện hiện thiên, vân vân. với chư thiên thiện kiến thiên, vân vân. với chư thiên sắc cứu cánh thiên, vân vân. với chư thiên hư không vô biên xứ thiên, vân vân. với chư thiên thức vô biên xứ thiên, vân vân. với chư thiên vô sở hữu xứ thiên, vân vân với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thân hữu với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 443. Khi nghe nói vậy, các gia chủ bà La môn ở Sala Bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện để trình bày và nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng Tỷ kheo, mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.